Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng HTTP session trong Java Servlet. Session trong Servlet thì HTTP là một giao thức Starlet, nghĩa là mỗi lần client truy xuất vào một trang web thì client đó sẽ mở một kết nối riêng đến máy chủ web và máy chủ sẽ tự động không giữ lại bất kỳ thông tin nào về yêu cầu của client trước đó. Có 3 cách sau để thực hiện theo dõi phiên giao dịch session tracking giữa client và máy chủ web. Thứ nhất là dùng cookie, thứ hai là sử dụng hidden field của HTTP form và thứ ba là sử dụng UL rewriting. Ngoài ra, Servlet cung cấp HTTP session để xác định người dùng ghé thăm trang web và lưu trữ thông tin về người dùng đó. Về đối tượng HTTP session thì đối tượng HTTP session được gọi bằng phương thức get session của HTTP Servlet request như sau, bằng cú pháp là HTTP session và một cái tên biến là đó ta tự đặt bằng request.getSession. Bạn cần gọi request.getSession trước khi gửi bất kỳ nội dung nào đến client. Khi chúng ta tạo hay khi chúng ta show session ra cũng vậy, thì chúng ta phải gọi getSession trước. Dưới đây là tóm tắt các phương thức quan trọng hiện có của đối tượng HTTP session ta tham khảo. Phương thức getAttribute là trả về đối tượng bị ràng buộc, là một object, một đối tượng object ha, được chỉ định trong session. Nếu null thì nó không có đối tượng nào ràng buộc. Rồi là get attribute name là một cái mảng các đối tượng chứa tên tất cả các đối tượng trong session này. Get creation time trả vào thời gian session này tạo ra. Rồi get id trả vào chuỗi chứa mã định danh duy nhất session id. Rồi là get last access time truy cập thời gian cuối của session. Đã. Rồi là get max inactive interval là khoảng thời gian tối đa mà session này nó được mở, là thời gian sống của session. Invalidate là session này mất hiệu lực, xóa session thì chúng ta dùng cái phương thức này. Is new trả về session nếu chưa biết session đó. Rồi remove attribute, loại bỏ các đối tượng khỏi session, loại bỏ bớt thì chúng ta dùng remove attribute. Set attribute là thiết lập session, thiết lập các giá trị cho session, thiết lập các đối tượng vào đưa vào session. Đó. Set max interval chỉ định thời gian trước khi cái bộ chứa session mất hiệu lực. Đó thì một số cái phương thức quan trọng. Thì giờ ví dụ về session, ta tạo một cái file create session.java và chúng ta viết cái khởi tạo session trong doget. Doget có nghĩa là khi do get hoặc do post là tùy theo cái quá trình chúng ta post hoặc get từ dưới client lên nha. Vậy ở đây giả sử lên ta dùng do get thì chúng ta sẽ bước thứ nhất là khởi tạo session bằng cái đối tượng HTTP session và chúng ta gọi request, gọi cái request trong HTTP servlet request ra và chúng ta get session cho nó đưa vào cái biến add nhân hàng. Gắn dữ liệu vào session thì chúng ta sẽ có add set dùng phương thức là set attribute, ví dụ là gắn một cái key là tên và cái value của key này là Nguyễn Hữu Trung. Set attribute tuổi là cái key và cái new integer tuổi thì ta khai báo kiểu integer nha, còn trên là kiểu chuỗi string mật kiểu chuỗi. Thiết lập thời gian tồn tại của session bằng max interval inductive interval, ví dụ 30 giây. Đã. Hiển thị thông báo lên web để mình biết. Thì cái bước hiển thị này là cái bước bổ sung thôi, để cho mình biết là session đã được tạo. Một cái thông báo cho biết là session đã được tạo. Đã. Thì trong cái file create session mình sẽ khởi tạo để mình đưa gán dữ liệu vào cái session. Thì cái khúc này sau này chúng ta kết nối database, chúng ta muốn đưa cái trường đối tượng nào, cái trường nào trong database vào trong để lưu trữ trên session thì chúng ta đưa vào theo cú pháp chỗ này. Sau đó chúng ta tạo một cái file show session.java và chúng ta gọi cái session đó ra. Thì lịch chúng ta ví dụ ở đây thầy cũng viết trong doget chẳng hạn. Thì đầu tiên do cái session của thầy thiết lập là có tiếng Việt cho nên thầy sẽ thiết lập cái tiếng Việt trước. Thiết lập tiếng Việt trước. Rồi sau đó tạo một cái đối tượng ringwriter để viết cái thông tin là mình cần ra web mà chúng ta chưa có các trang giao diện JSP hoặc là HTML thì ở đây dùng ringwriter để viết ra. Thì khởi tạo session, chúng ta có session thì nãy tôi nói là bất kỳ tạo ra hay là sử dụng nó thì chúng ta đều phải gọi cái get session ra trước.
cho nên chúng ta phải khởi tạo cái HTTP session ra trước. Rồi chúng ta vì do cái session là một cái đối tượng object đó, cho nên chúng ta get attribute nó là một đối tượng object nha, nhớ nha, get attribute nó là một đối tượng object, nên ta khai báo một đối tượng object là obj và chúng ta get nó ra, ví dụ thầy get cái tên đó, thầy get cái tên ở cho ở đây, còn get cái tuổi ở dưới này đã, get cái tuổi ở dưới này, thì khi get cái tuổi nó là một object cho nên chúng ta phải ép kiểu nó qua, ví dụ cái integer thì ta ép kiểu qua là kiểu integer s object và s đúng không? Và ở trên này là tên thì là kiểu string thì thầy ép kiểu nó qua là string value đúng chưa? Đấy thì có hai cách ghép ép kiểu, đã dùng string chấm value of hoặc là integer theo cái cú pháp là mở ngoặc đóng ngoặc này cũng được, nó gọi là ép kiểu. Đấy như vậy ở đây thì kiểm tra nếu là cái đối tượng đó nó không là null khác null thì chúng ta trả về cái session key là tên, cái tên để nó hiện ra, được chưa, để nó hiện ra. Đấy, còn nếu nó là null thì chúng ta sẽ quay về lại cái trang relay, tức là cái session chưa được tạo thì ta quay về lại trang relay bằng cái phương thức là send redirect ở trong cái đối tượng HTTP subnet reborn để nó trả về. Đấy, thì cái quy trình là như vậy, quy trình là như vậy. Ví dụ như chúng ta làm trong login, một là ta sẽ có phần login bằng session đó, thì chúng ta sẽ nắm rõ login và chúng ta lấy, sau khi login xong thì cái thông tin đó nó sẽ được lưu vào session, là thông tin username nó sẽ lưu vào session để nó hiện lên cái trang trang chủ của chúng ta là user đó đang đăng nhập thành công, đúng không? Yeah. Đó là cái ví dụ thứ nhất về session. Về xóa session data, bạn có thể xóa session data với các tùy chọn như sau: xóa một thuộc tính cụ thể nào đó thì bạn có thể gọi phương thức là remove attribute, remove attribute, và chúng ta để xóa cái giá trị kết hợp với một khóa cụ thể nào đó. Xóa toàn bộ session thì chúng ta gọi cái phương thức là invalidate để xóa toàn bộ. Cài đặt thời gian chờ cho session để nó có thể xóa thì bằng set max inactive interval, thời gian được chưa? Hoặc là đăng xuất user. Đấy, đăng xuất user thì các máy chủ hỗ trợ subnet 2.4 bạn có thể đăng xuất khách hàng khỏi web server và làm mất hiệu lực của tất cả các session. Hoặc là cấu hình trong web XML thời gian sử dụng để khi đến thời gian nó đếm ngược thì nó sẽ tắt session bằng cái phương thức là bằng cái thể là session config, session timeout. Đấy, thì có các cách để chúng ta có thể xóa nó tùy theo các bạn muốn biết cách nào. Rồi ta lấy một cái ví dụ thực tế là login bằng session ha. Đấy thì session này nó thiết lập trên server thì nó sẽ bảo mật hơn là cookie hôm trước. Cookie thì nó làm ở client cho nên cái việc lộ về thông tin người dùng ở client là rất rất lớn, cho nên chúng ta có thể dùng giải pháp session để nó lưu thiết lập trên server, giúp duy trì trạng thái của dữ liệu của người dùng, có thời gian sống xác định và quản lý bằng session manager. Đấy, lưu dưới dạng key và value trên server, nhớ nha, nó lưu trên server, nó gọi là session. Đấy, tóm tắt lại thôi. Cách hoạt động của nó thì nó hoạt động một cookie, thì set ID và cookie để nhận dạng. Rồi một cái trường hidden field trong form. Đấy, tạo một cái trường hidden field trong form và chúng ta lưu cái session ID, cái name là session ID. Đấy ra. Hoặc là URL rewriting. Đã, biên vào cái URL bằng thức chấm phẩy. Đấy. Như vậy HTTP session nó là một cái interface, nó là một cái interface trong subnet giúp chúng ta lưu thông tin người dùng các subnet khác nhau. Thì chúng ta khởi tạo bằng các HTTP session ha, và request và gọi phương thức là get session. Đấy thì đây ta thiết lập ví dụ như sau. Đấy, thiết lập username Hoàng Hiếu Trung và thiết lập thời gian 10 giây. Được chưa? Lấy thông tin của session thì chúng ta có username rỗng và chúng ta khai báo một đối tượng object. Đấy, cũng giống như cái ví dụ bên kia. Nha. Thì cái username này ở phía trên này cái username này nó sẽ được lấy đâu, nó sẽ được lấy từ có thể lấy từ database, lấy từ database. Thì đây chúng ta chưa có database thì thầy ví dụ một cái username cố định đó. Không đúng thì chuyển qua trang login, đúng không, chuyển qua trang login đó, có nghĩa là session là bằng null thì chuyển qua trang login. Đây là trang login của chúng ta, username, password, với hai cái input username password, và đây chúng ta thiết kế một trang login để chúng ta làm.
Sau đó chúng ta ở cái trang login Sublet thì chúng ta request, lấy cái phần request này get parameter là cái bài hôm trước chúng ta có. Dùng cái phương thức là get parameter để chúng ta lấy cái đối tượng từ form xuống với cái name là username, và name là password, hai cái này nó giống nhau ha. Sau đó chúng ta kiểm tra, ví dụ kiểm tra username, password thì ở đây không có kết nối database, cho nên thầy sẽ nhập cái username là cố định vô đây, password là cố định vô đây. Nếu nó đúng, nếu chúng ta nhập trên cái login mà hai cái username trung minh h và password 123 đúng thì nó sẽ vô nó chào mừng chúng ta. Thấy chưa? Và lúc này nó sẽ thiết lập session. Đấy, thiết lập session cho chúng ta. Với session là name và lấy cái trường username quăng vô. Đấy. Được chưa? Lấy trường username quăng vô. Đấy. Nhưng mà thì nếu chúng ta kết nối database thì chúng ta có thể lấy bất kỳ cái trường nào trong database của cái bảng user đó để chúng ta đưa vào. Ví dụ lấy thêm là họ tên, đúng không? Thường ta không thích xuất hiện username, ta xuất hiện họ tên nữa thì ta lấy họ tên vô. Đấy. Còn ngược lại thì tài khoản và mật khẩu không chính xác và chúng ta trả về cái trang login HTML bằng bằng cái gì? Bằng cái get request departure hoặc là bằng send redirect cũng được, tùy theo chúng ta dùng cái nào. Đấy. Thì ví dụ trước thì thầy dùng là send redirect, thì ví dụ này thì dùng là get request departure để chuyển về trang login. Thấy chưa? Và ta có cái thủy thì chúng ta có trang logout, logout Java, tạo ra một cái sublet logout Java và chúng ta viết cái đoạn hủy vào, ta gọi cái đối tượng session. Đã, thì khi nào cần dùng session hay là tạo session ta đều phải gọi đối tượng HTTP session ra với phương thức là get session ra đã. Sau đó chúng ta mới truy xuất vào session và chúng ta gọi các phương thức tiếp theo. Thấy chưa? Rồi request, departure là về trang login. Đấy, thì đây là cách chúng ta làm cái trang logout, ha. Còn cái trang profile tức là khi chúng ta lưu session rồi, giờ ta lấy session xuống thì chúng ta có là kiểm tra nếu session đó bằng null, đúng không? Nếu session đó là null, đấy, nếu session đó là khác null thì chúng ta sẽ trả get nó về. Có nghĩa là phía trên này các bạn cũng phải có một cái gì, phía trên các bạn cũng phải có một cái HTTP session với cái biến session mà ở đây, được chưa? Rồi chào mừng bạn đã đến với trang quản lý tài khoản. Còn ngược lại thì trở về đăng nhập đó, thì cái trang profile, ví dụ như hiện một cái thông tin profile lên cái lên phía trên trang web của mình thì chúng ta có cái cách là như vậy. Đó. Trong này chúng ta get cái nào ra thì chúng ta sẽ có cái đó ha. Đấy, thì cái phần kết nối database chúng ta có một bài học riêng, thì khi chúng đó chúng ta sẽ phối hợp lại với nhau thì ta lấy được cái session, tạo các cái session lấy từ dữ liệu database lên. Ví dụ như làm về chức năng login, làm về chức năng giỏ hàng về cái session này. Chúng ta thầy sẽ có một cái bài riêng về cách tạo một giỏ hàng bằng session để chúng ta hiểu hiểu hơn về nó.